Các cậu chẳng giúp gì được cho tớ cả. Chúng ta có còn là bạn hay là không đây? Có chứ. Vậy thì đi tư vấn xem tớ nên mặc cái gì bây giờ. Dana, tớ đưa cậu quần jean, áo rồi váy nữa, mà cậu từ chối hoài à. Dana, tớ cũng gợi ý vài món đồ của tớ, nhưng cậu không thích rồi còn gì. Còn quần áo tớ thì quá ngắn so với cậu. Hay là cậu cứ thử tìm thử trong tủ đồ của cậu đi đã, được không? Tớ đã thử hết rồi mà Nastya. Thôi được đi, để tớ đi tìm tủ của mẹ xem có gì không. Ôi trời, mong là cậu ấy sẽ tìm được. Quá kinh khủng, cậu ấy thử đồ suốt 1 tiếng rưỡi rồi đó. Chờ nốt rồi, nhất định cậu ấy tìm được mà, yên tâm đi. Ê, các cậu nhìn nè, tớ thấy trong tủ đồ của mẹ tớ, thấy sao hả? Dana, mẹ cậu còn cái áo nào không trễ cổ như vậy không? Dana, mẹ cậu mặc áo đó lúc bao nhiêu tuổi Dana, vậy hả? Mới 16 tuổi, ai mà mặc cái đó được chứ hả, nhìn già quá. Trời ơi, mới bộ đầu tiên mà các cậu đã chê bai rồi. Nè, dì ấy mặc đồ đó hay sao vậy hả? Đúng rồi đó, nhìn dị ghê ạ. À. Dị cái gì chứ, khi lớn lên tớ cũng sẽ mặc sum suốt mà thôi. Nastya. Nè, bộ sum suốt này mấy bạn xem thế nào hả? Sang chảnh không? Nè, coi đi. Ôi Dana, tớ cạn lời luôn. Còn trẻ không ai mặc cái này hết. Dana, gì cũng được, trừ da báo giùm mình. Cậu đi tìm bộ khác nữa đi. Mấy cậu khó tính quá, chẳng thích cái gì cả. Nguyên tủ đồ của tớ, mấy cậu cũng không duyệt. Giờ cả đồ của mẹ tớ, mấy cậu cũng chê nữa. Chẳng lẽ tớ phải thử sang cả đồ của ba luôn hả? Đồ của ba cậu cũng không tệ ha. Ừ, quần áo nam nhiều khi cũng đẹp lắm luôn chứ bộ. Gì chứ, cậu ấy sẽ bơi trong thôi áo. Thôi vậy, tớ sẽ đi thử nốt vài bộ rồi quyết định luôn cho rồi. Đây nè, đây là lựa chọn cuối cùng đó nha mấy bạn. Cái này. Hay cái này hả? Không Dana, lông vũ quá mềm. Cũng được mà Dana, chúng ta phát ốm vì lông đà điểu rồi đó. Vậy tớ phải làm sao bây giờ? Còn hòa giải cái gì nữa chứ hả? Cho mình biết đi. Dana, cậu điên hả? Tớ sẽ không chịu đi chơi nếu không có Smile. Mà Smile cãi nhau với cậu, vậy tớ sẽ ở nhà luôn đó. Ê mà, Smile đang ở đâu vậy hả? Phòng bên cạnh kia, với nhóm quân sư của cậu ta. Nói thật là tớ không biết họ định tư vấn cho thôi cậu ta vậy, kiểu gì. Có lẽ mặc đồ cổ vũ là một lựa chọn phù hợp hơn để đi hòa giải á. Dana, đúng là một quyết định sáng suốt. Giữ trái bóng nhập rau, đừng đưa cho ai đó biết chưa? Tớ biết rồi mà. Nào đi thay đồ nhanh lên, tớ sẽ chỉ các cậu mặc sao cho hợp để đi hòa giải nè. Nào cảm ơn nha Dima, tớ tin tưởng cậu. Đương nhiên rồi, cứ để tớ lo cho, an tâm đi. Gì cứ, không có gì đâu, đi thay đồ đi. Nè, liệu có phải ở đây lâu không? Tớ sợ Chi Chi phải chờ mệt. Tớ phát ốm vì cậu với Chi Chi rồi đó, bà Trích à. Ở bên anh em chút thì có sao đâu, tớ phải gọi cho cậu ấy ngay đây. Bà Trích à, Chi Chi của cậu đợi được mà. Tuli à, tớ đang bận, làm gì có đội cổ vũ nào, toàn con trai với nhau mà thôi. Ôi trời nè, cậu không thể rời khỏi Tuli 30 phút hay sao chứ? Gặp cậu sau nha Tuli, tạm biệt. Mấy cậu có tin được tại sao chúng ta ở đây không? Chúng ta sẽ được nhìn cầu thủ bóng sổ mặc đồ rách á. Chắc chỉ có cậu mặc đồ dễ rách thôi, còn Smile bạn tớ toàn mặc hàng hiệu mà thôi. Rouse, tớ biết hai người là bạn, nhưng bớt lại đi. Tủ đồ cậu ta toàn hàng giả thôi. Các cậu thấy sao? Tớ mặc bộ này đi hòa giải nha. Hẳn một thương hiệu nổi tiếng nha. Dolce & Gabbana được đó nha. Bà tớ dùng cây áo D&C đó đi lau nhà đó. Nè Smile, tớ chẳng biết là Dolce hay không Dolce, nhưng nhìn nó như đùi dẻ vậy, thay cái khác dùm đi. Đúng là tớ rất cần tư vấn, nhưng các cậu lại không hiểu biết gì về hàng hiệu hết trơn á. Thiệt tình. Rao à, cậu ấy kén trộn thật hay sao? Julie đang đợi tớ đó. Bớt nói lại đi, Julie của cậu đợi được mà. Vậy tớ mặc cái áo này thì sao? Louis Vuitton với quần Balenciaga nha. Tớ không hay dùng đồ xịn, nhưng tớ cứ tưởng cái quần Balenciaga đó không tồn tại chứ. Các cậu đúng là đồ lỗi thời mà, thiệt tình. Nè, tư vấn cho cậu ta cái gì không hợp một chút nha. Cái gì chứ, cậu ấy là bạn tớ mà. Vậy thì thôi, tư vấn những đồ cậu thích vậy. Mà có ai giải thích được không? Đi hòa giải với con gái mà cũng cần ăn diện ư? Các cậu thấy sao? Dana sẽ thích bộ này chứ. Không hợp đâu Smile, mặc đồ tầm tuổi ông nội cậu ấy cho trưởng thành một chút. Đi ba à, hình như cậu đang ghen với tớ thì phải. Cậu ta ghen tị đó, cho nên nãy giờ toàn khuyên cậu điểu không à. Cậu ấy không muốn cậu làm lành với Dana đó. Cậu nói cái gì vậy ba Trip? Thôi, các cậu không cần tư vấn nữa, tớ sẽ mặc đồng phục bóng rổ đi. Gì vậy trời, suốt buổi chúng ta ở đây rồi công cóc sao? Tớ sốc quá đi, còn cậu? Sốc thật á, nè. Cậu ta làm cái gì mà lâu quá vậy? Đúng đó, tình yêu của tớ ở trong đó. Là đội của Vũ cũng vậy thì sao? Thôi đây nào mấy cậu, bình tĩnh lại đi. Tớ lo quá, cứ cắn móng tay nãy giờ nè. Tớ thì đang đói nè. Đói hả? Không vấn đề, bếp ở ngay đây mà. Đúng vậy. Không? Tớ muốn uống trà. Ai thích uống trà phải ăn sandwich xúc xích không dạ? Tớ muốn ăn đồ ngọt. Cậu thì sao? Tớ muốn ăn trứng rán với xúc xích đó. Ôi, dễ thương quá. Tớ không làm trứng rán xúc xích đâu nha. Cưng quá à.
Vào đây nha, ta cho ăn xúc xích nè. Marussia, tớ sẽ làm sandwich nướng nha. Tớ muốn ăn trứng rắn xúc xích mà. Marussia, tớ đã bảo tớ không làm được mà. Gigi, còn xúc xích nào không? Tớ muốn cho em cúng ăn nè. Ê các cậu à, trước khi đi hòa giải á, tớ sẽ ăn thật ngon mới được á. Tớ đợi nãy giờ đó, tớ mất bụng dính vào lưng rồi đây. Yana, đã lâu rồi bụng và lưng cậu đâu có dính được nhau. Nasia, đừng có trêu chọc nữa giùm đi. Đúng vậy đó. Trước khi đi tớ phải đánh răng đã, Rao à. Cậu chờ mình một chút nha. Sao cậu ấy phải đánh răng chứ? Định hôn Diana hay sao vậy? Không, cậu ấy sẽ hôn gió thôi. Đừng trẻ con thế chứ đi ma. Thôi xong rồi. Đi ma đừng có buồn, đừng có buồn nha. Cười lên cho đời thêm vui đi. Rao, cậu nhớ tớ không? Được rồi. Nè, cậu ta có nhìn có. Tớ hay không? Cái mặt cậu ta căng y hệt tốt cậu rồi, gì đó. Buổi hòa giải sắp đến rồi đó. Yana, rau của cậu lạ thật á, cứ như cái đuôi của Smile vậy à. Cậu là cái đuôi thì có, đây là tình bạn của họ cực kỳ lạ đó. Cậu ấy không thèm nhìn tớ luôn kìa. Cậu không thể cứ thế này đi làm lành được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Cậu cần quân sư, từ ai chứ, từ cậu sao? Không phải tớ là Yana đó. Yana sẽ giúp được gì đây? Kìa Smile, Yana là bạn thân của Diana. Cậu ấy rất hiểu Diana, cậu ấy sẽ chỉ cách làm lành cho cậu. Cậu nói đúng rau à, tớ cần Yana quân sư. Cậu gọi cô ấy đi nhanh đi, tớ đang gọi đây nè. Ê chuyện gì vậy? Mấy cậu ở đây làm cái gì? Đúng vậy. Sao lại tụi ở đây này đang chờ bạn trai. Tụi này đang chờ bạn trai. Diana thật kinh khủng. Julie à, cậu cho cuốn cơm của tớ ăn nữa đó hả? Diana, sao bọn họ lại đợi bạn trai trong nhà của Diana vậy hả? Trả lời mình biết đi. Có nghĩa là bạn trai họ cũng ở đây đó. Em thích không hả gấu? Nè, các cậu có một phút để xỏ giày và đi ra khỏi nhà của mình đó, nghe rõ chưa? Đi về đi. Đi về giùm đi. Diana, sắp có buổi quà giải. Mấy cậu không có hiểu đâu, tụi này đang chờ bạn trai mà. Và sẽ không đi mà không có họ nha. Bạn trai tới đâu? Ở đâu rồi hả? Từ từ, các cậu nói bạn trai các cậu đang ở nhà của tớ hả? Trời ơi, cuối cùng Diana cũng hiểu. Đúng vậy, họ ở đây, tụi tớ đang đợi họ nè. Mai rủ họ đến là có lý do đó. Tớ ra ngoài chút nha, Rao gọi. Chào Rao, nhớ tớ không? Sao hả? Ai cần giúp? Được rồi, tớ sẽ nể mặt cậu Yana, nha. Cậu nói chuyện với ai vậy? Tớ phải đi chút nha, tớ phải sạc điện thoại. Nếu không thì hết pin đó. Rao, tới đây rồi, cậu ở đâu hả? Ồ, Yana, cậu ấy cần giúp đỡ đó. Yana, cậu giúp đỡ tớ nha. Được rồi, chính Rao đã nhờ mà. Đi nào. Nè, Yana, đừng có lâu quá đó nha, nhanh lên. Smile, cậu phải nghe thật kỹ, nhất định sẽ thành công đó, hiểu chưa? Được, tớ sẵn sàng rồi Yana. Mấy cậu mau gọi hết bạn trai xuống rồi đi về giùm mình đi nha. Mình còn đang đau đầu về chuyện khác của mình nữa đó. Đúng vậy, Diana có chuyện quan trọng cần phải làm. Sao mấy cậu dám tới nhà mà Diana chưa đồng ý vậy hả? Nè tình yêu, xuống lầu rồi về nhà đi. Diana đang hét ầm lên nè. Julie, nói tình yêu của cậu gọi cả Patrick nữa. Tớ đợi muốn phát bệnh rồi luôn đây nè. Gọi cái tên đó nữa giùm mình nha. Tình yêu nghe cậu thấy nói chưa gì? Được rồi Julie, về thôi các cậu. Bọn họ không muốn đợi nữa rồi, nhanh lên đi. Tớ chán ở đây lắm rồi. Chờ chút đi, tớ phải phá hỏng buổi hòa giải này đã nè. Đi thôi, chúng ta không nên ở đây đâu, đi. Không, tớ sẽ không đi đâu hết. Tớ phải phá ngang bọn họ. Cậu cầm bóng đi nè. Nè, không đi đâu, nè, bỏ xuống. Nè, Hestia, bỏ ra. Nè, thấy cậu đi đâu vậy hả? Đi gặp bạn gái của mình chứ sao? Không, tớ phải chen ngang bọn họ, thả xuống. Hestia, bỏ ra nhanh lên. Thật là không hiểu, các cậu ở đây làm cái gì? Smile mời tới mà. Vậy sao? Đưa theo bạn gái mấy cậu về nhà luôn giùm mình đi nha. Tình yêu, cậu có tán tỉnh tụi cổ vũ Julia, không đó? Tớ không tán ai hết trơn á. Patrick, làm gì ở trên vậy? Đợi cho Smile đó. À, Trim, cậu không ở lâu thêm được hả? Tớ còn chưa kịp uống trà mà. Không được đâu. Đi ba, giờ cậu tự đi hay là đợi cổng đây? Không có Stia, tớ tự đi. Đi về nha, bye bye. Mệt mỏi gì họ. Chào, chào nha. Chào nha. Về trước đây, bye bye nha, bye bye. Mai, đầu tiên đừng giả vờ giàu có. Khuôn ngầu, Diana không ngốc đâu. Cậu ấy nhìn ra hết vậy đó. Vậy phải làm gì đây? Phải như nào thì cậu ấy mới không hết yêu tớ đây hả? Cứ là chính mình đi, Mai à. Được rồi. Thứ hai, phải chú ý tới Diana. Vì cậu toàn đi như này. Phải sai dáng quý ông quý vào. Quý ông, nó cổ lỗ sĩ rồi mà. Quý ông chưa bao giờ cổ lỗ sĩ hết đó. Mình đã hiểu rồi, vậy thì tiếp theo là gì hả? Lời khuyên tiếp theo, Diana thích được con trai tặng áo hoodie của mình. Còn cậu chưa bao giờ tặng cậu ấy nhưng cả. Cậu ấy không bao giờ trả lại trơn á.
cậu có muốn làm quà với Diana hay không vậy hả? Có chứ. Đó, hãy đem áo hoodie của cậu theo lúc đi làm lành. Nhưng đi. Nhưng mà nó dơ hết trơn rồi, làm sao? Đó không phải vấn đề của tớ. Tớ chỉ là quân sư cho cậu thôi. Còn cậu lắng nghe biết chưa? Còn gì nữa không hả? Lời khuyên cuối cùng rất quan trọng. Cậu đứng lên đi. Diana lúc hôn nhau không thích phải kiễng chân đâu, nên là cậu phải thấp người xuống. Smile, thấp xuống, đúng rồi, như vậy. Đúng rồi, giờ chúng ta hôn nhau đi. Mau lên, hôn nhau đi nào. Diana, cậu mau đi làm hòa với Smile đi, rồi kể cho bọn tớ nghe nữa chứ. Được, tớ đi đây nha. Các bạn chúc tớ may mắn đi. Cố lên Diana, bọn tớ ở dưới này uống trà, đi nào. Smile à, chúng ta cần phải nói chuyện này. Ủa, cậu làm gì ở đây hả bro? Diana, cậu không được vào đâu nha. Tại sao lại không được vào? Đây là phòng tớ mà, cậu tránh ra đi. Diana, Smile, chuyện này là sao vậy hả? Diana, tớ đang quân sư, giúp Smile thôi Diana, mà đây là điều cuối cùng đó. Cậu biết không hả Smile, sẽ không có buổi hòa giải nào nữa. Diana, cậu cũng không còn là bạn thân của tớ. Hai người, mau ra khỏi đây giùm mình đi. Có chuyện gì vậy hả? Diana, đừng nói cậu ấy biết. Rao, Diana đã hiểu lầm Diana, rồi. Sao cậu tức giận vậy? Diana chỉ đang quân sư cho Smile cách làm hòa với Rao cậu à, cậu chính là người tốt, nhưng mà rất ngốc. Tất cả đi về hết giùm mình đi. Mình không muốn mấy cậu ở đây nữa. Đi ngay đi. Diana, cậu hãy bình tĩnh lại. Cậu hãy gọi tớ, tớ giải thích Diana, mọi chuyện. Diana, lời khuyên cuối chẳng quan trọng gì hết. Diana, tiêu rồi, trời ơi. Các bạn à, tớ không biết phải làm sao đây nữa nè. Lúc nào tớ cũng gặp vấn đề với Smile cả. Các bạn ơi, các bạn hãy giúp mình like video, đăng ký kênh và chờ thêm nhiều video hấp dẫn khác nha. Tạm biệt.